Alo, xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là bây giờ đó là 7 giờ, 7 giờ sáng. Vào thứ 6 nha các bạn. Thì đây là mình sẽ quay lại cái con đường này. Video này mình làm mà chủ yếu là mục đích để lưu giữ lại những kỷ niệm các bạn. Mình muốn ghi lại những hình ảnh ở Sài Gòn trong những ngày mình sinh sống. Thì bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn sáng nha các bạn. Đó, các bạn thấy là đường sáng lúc 7 giờ thì ở Sài Gòn đây là đường Võ Văn Ngân nha các bạn. Thì đường này nó cạn vào nhiều điểm thôi, vào khoảng những cái giờ mà đi làm và những giờ tập ấy, thì nó mới đông. Còn bình thường nó cũng không cạn đâu. Sài Gòn những ngày này hiện tại đang là mưa các bạn, với lại đang có bão vô nên là ban ngày nó vẫn mưa. Thường á là nó mưa vào đến chiều mà nó nhiều hơn, nhưng mà lúc sáng thì thỉnh thoảng vẫn có vài bữa mưa vào buổi sáng các bạn, nhưng mà đa số là nó sẽ mưa vào năm giờ chiều. Cho nên là đi đường Sài Gòn những lúc này thì các bạn phải luôn luôn có mưa. Thì nói thật á, đi Sài Gòn thì bất kể mùa nào các bạn cũng đều phải mặc áo mưa hết, nó thể mưa bất cứ lúc nào. Còn ở mùa mưa thì chắc chắn rồi, mấy hôm nay là cái ngày nào cũng mưa, không mưa sáng thì mưa tối chiều, mưa hai lắm nha. Mỗi lần mưa là nó chỉ nhắm vào khoảng 5 giờ chiều á, cái giờ mà tăng tầm á thì nó sẽ mưa và ngập hết đường và khiến cho giao thông nó bị ách tắc. Cho nên là các bạn có thấy là rất là nhiều ngày bị tắc đường vào lúc tăng tầm, và thậm chí là những cái bạn nhà xa thì có thể tới 8 giờ 9 giờ mới về tới nhà. Thì ở trên trung tâm á thì kẹt nhiều, còn ở khu đất này cũng kẹt nhưng mà ít. Ý này chỉ kẹt ở cái khu đường Tô Ngọc Văn nè, rồi Võ Văn Ngân, chủ yếu hai đường đó là nhiều các bạn. Cao Bằng Căn nữa, Cao Bằng Căn cái nhánh nhỏ mà rẽ vào chợ Thủ Đức ấy, định ghé vào mua xôi nhưng mà thôi. Bây giờ mình ăn cái khác đi. Thì ở đây mua lượng sáng là nhiều đó các bạn, nó nhiều món lắm. Ví dụ như xôi rất là nhiều, rồi bánh ướt, bánh hỏi, mấy cái món ăn mà rẻ rẻ thấp á là cái đó, bánh mì cũng vậy. Bánh mì thì quán có 12 cái chỗ 15. Mình thì hay ăn xôi nhiều. Rồi bữa nay đổi món đi. Đây các bạn, đây là những ảnh ở cái ngã tư Tô Ngọc Văn với Phạm Văn Đồng các bạn. Cái đường ngay là chụp kẹt xe luôn. Vào nhất là vào chiều á, chiều ra ngày chiều á, rồi mua vào là qua nhìn kẹt bức ngắt luôn. Tại vì ở đây nó có một cái đặc điểm á, là cái đường nó là ngã tư, nó do với lại hai cái con đường lớn á, cho nên là lượng xe đi ra đông rồi. Mà cái đường Tô Hồng Văn á thì nó là nhỏ quá, rồi kề tay với xe lửa này đi ngon quá nữa, rồi thôi có lần xe lửa nó là kẹt ngắt luôn. Thế là mình ngại chạy vô cái đường đó lắm. Thì các bạn bây giờ là mình đang chạy vào hướng trung tâm thành phố này các bạn, mình đang ở đường Phạm Văn Đồng nha. Lúc này thì không có nhiều đường sáng nha các bạn phải qua bên cầu Bình Lợi nha. Nè các bạn lưu ý nha, mình mà đi cái đường ở Sài Gòn á, ở đây là cái đoạn mà vừa có cầu rồi chưa, ở đi đường Phạm Văn Đồng á, thì các bạn sẽ có hai đoạn đường nè, ở bên trái ở bên kia đó, là cái làn đó là chỉ cho xe máy chạy vào lúc 6 giờ buổi sáng nha, từ 6 giờ đến 9 giờ sáng thôi, 9 giờ sáng thì ta sẽ cấm không cho đi. Nó có thông báo các bạn thấy các bạn, cho nên các bạn để ý mình đi đường. Có thông báo với chồng mình đi đó là công an nó hay đứng nó chặn lắm. Nếu như mình đi sau 9 giờ đến 8 giờ đó, nó sẽ tùy vào cái thời điểm mà người ta sẽ dán các bạn khác nhau. Đó, còn bên này là cái đường song hành Vĩnh Trân các bạn. Còn phía này ngay chỗ khu Điện Bình này. Thì hôm nay thì mình thấy không có kẹt xe như mọi hôm. Mọi hôm có những ngày vừa nè là đông lắm, rồi là đúng là cao điểm luôn á. Các bạn có nhận ra đây là đâu không? Đây chính là Gigamon các bạn. Sau khi mà qua cái đường này á, là nó sẽ sắp tới cái đoạn Bình Triệu, cầu Bình Triệu và cầu Bình Lợi. Cái này giống như một cái đặc sản của Phú Đức các bạn, không phải của Phú Đức nhưng mà cái dân đi về trước. Đi ngon qua hai cầu lớn này, mình sẽ quay lại cho các bạn xem thử là ở cái đoạn này nó sẽ kẹt xe không nha. Đó, các bạn thấy xe bắt đầu nó đông hơn lúc nãy rất nhiều nè.
tới cái đoạn lên cầu các bạn đi đường Hai Chuối nha, tại chỗ này lâu lâu cũng xảy ra nhiều cái vụ va chạm đó. Mình ở bên lòng cao mà mình muốn lên cầu á thì phải rẽ qua trái, đi thẳng thì cũng được nhưng mà cái kia nó cầu vượt á, mình đi sướng hơn, mình chịu khó mình đi, mình quan sát để mình qua luôn đường để mình lên cầu. Nếu như mình đi lên cầu á thì phải rẽ qua trái đó, còn đi dưới các bạn là thường sẽ rẽ qua bên bến xe đi ở dưới thôi. Này mình khuyên các bạn đi chậm chậm thôi, nghe lâu lâu đường nó băng qua băng lại cho nên là cũng nguy hiểm lắm, mình cứ đi từ từ quan sát. Đây đây là view dưới cầu Bình Lợi các bạn đó, bên dưới này nè, đây các bạn nó chuẩn bị nè, cái đường này ta hay rẽ qua phải qua trái này, không qua băng lại á, cái làn đi thẳng á là không cho xe máy đi, còn hai lần trong á là xe máy đi được nha các bạn. Lúc chạy xe người ta hay băng qua cái lề ô tô ta đi luôn, nên là mới có hiện tượng mà cứ băng kéo qua đó cho nên nó nguy hiểm. Cái làn cái đường bên ngoài đó là cảnh sát hay đứng nha các bạn, mình cứ đi đường cao thì cho nó an toàn đúng luật. Ở bên kia là cái cầu tàu lửa đi các bạn, ta sẽ làm riêng một cầu riêng cho tàu lửa đi, tàu trắng các bạn. À, các bạn thấy là đông rồi nè, bắt đầu là đông rồi các bạn. Vừa qua cầu Bình Lợi là thấy dân cư nó đi đông thẳng lên luôn. Bây giờ mình sẽ tấp vào lề mình kiếm đồ ăn, mua đường sáng các bạn. Cái này là có bánh mì nè, mì giống như bánh mì kẹp thịt rồi đó, đây là túi kỳ rồi các bạn. Đây là có bánh hỏi nè, quán này cũng ngon nè các bạn, không biết cái này mát không, phở bánh mì, nói chung là đường này gì đồ ăn lắm. Bánh mì Bình Định đây cũng ngon nè, tại đây mua đông á, sẽ ghé vào mua nha. Lâu quá các bạn, thôi mình đi. Lấy chỗ khác mua vậy rồi. Hey, có những quán bánh mì mà nó đắt thì tuyệt là đắt nha, còn những quán này nó không có ai ăn luôn á. Hey, vô đây mua trà đi. Em lái nó có bánh mì rồi. Bánh mì cao lắm 12.000. Đây là tiền cả cá nha các bạn. Bao nhiêu anh? 12 à. 18, 9, 10, 1, 12. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi xe mình lại gần hết xăng nữa rồi. Rồi, ok lên đường thôi. Đó, bên nước là bên bún xào nè các bạn. Có cầm ép nữa nha các bạn. Nếu các bạn nào thích ăn cái gì thì cứ mua cái đó thôi. Đi dài mình quay lên nữa các bạn thấy là ví dụ như mà nhân viên một người đi làm ở trên trung tâm á là phải trải qua một đoạn đường như thế này các bạn. Nó sẽ đi qua rất là nhiều cái điểm chặt xe đó, là mưa lại bắt đầu mưa nữa nè, quá chán luôn á. Chuyển ra là mưa lâm 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 lá mưa to luôn á. Thấy chưa, cho nên là mình đi Sài Gòn là phải luôn luôn đem áo mưa theo các bạn, nếu không là dính chữ lúc nào không hay. Hay là những anh mà đi phát tờ rơi các bạn, ngay chỗ những cái ngã tư biển lớn như thế này lúc nào cũng có 3-4 người á, thậm chí nhiều hơn.
Mắc tờ rơi mà nhiều anh ngủ lắm nha, mắc tờ rơi mắc nết á, mà nó không nhận á, ai cứ nhét cái xe này là cứ đẩy dục vô cái chỗ mình ngồi á, rồi là cái túi á, hàng tí nhìn cái túi cái áo mình á, mình nhét vô túi luôn, hỏi chấp nhận được không, đồng ý là lò nó kiếm tiền. Nhưng mà lò cái thái độ thực sự là mình không có thích phức tạp luôn á. Hồi trước á là đã có những cái đợt mà nhà nước mình phạt, thì ra có quy định là phạt á, phạt cái chủ có tờ rơi á, nhưng mà không có xử lý được chặt chẽ nên là vẫn còn như cái tình trạng mà hiện nay. Chứ hồi trước có thời gian các bạn là mình thấy những cái nét là người dân phạm quá, công an dân phạm quá, người ta đứng ở tư á, anh nào phát tờ rơi là người ta xử liền nha, kiểu như cũng đuổi đi thôi chứ còn cũng không có giữ gì. Ví dụ mình vi phạm nhiều quá đó, người ta mới mời về làm việc thôi, đừng thời gian thôi chứ kiểu như không có kiểm soát được hết á. Ở đây là đâm ra cũng không làm gì được, nó vẫn tồn tại đến bây giờ. Trời mưa rồi các bạn ơi, chắc bây giờ mình phải tắt video thôi, chứ như thế này là nó ướt hết camera của mình luôn, mà không mưa vô nữa. Để qua ngã tư này rồi mình sẽ tắt video nha, thì rất là tiếc không thể quay được hết cái đường vào trung tâm các bạn, thì chắc là hôm sau mình sẽ quay lại để các bạn. Ở đây là đang ở cái đường không chạy để các bạn, nó còn thấy chán chưa đó, thì giờ thấy người ta bắt đầu mặc áo mưa nè, đứng ngay ngã tư mặc luôn rồi là kẹt xe là cái chết rồi. Nó ở ngoài cũng hiểu một phần lý do tại sao mà xe bắt đầu nó kẹt lại khi trời mưa đó. Đó mà con ghê không, trời ơi, trời ơi, trời ơi, cục rừng luôn. Tự nhiên ghi lại được cái cảnh này. Mình kiếm chỗ mình tắt mưa này, có mưa mà không ra luôn á, áo mình bắt đầu ướt hết rồi. Ai mình sẽ tắt qua đây là có mưa ấy già chán mà ấy, trời ơi mấy giờ này có mưa vô có nó tạnh mưa các bạn. Nó cũng cái rác mà nhỏ lắm cho nên là mình có thể quay tiếp cho các bạn xem. Các bạn thấy thấy chỗ Hồ Văn Khê nè, ở đây là cái đường Hồ Văn Khê kết với lại Hồ Nguyên Thủ á, sắp tới ngã ba này là người ta rã cũng nhiều á, đâm ra nó cũng hơi sạch. Nói gì nói mà cái đoạn cái khu này các bạn trung tâm á, những quán mà ở mặt tiền như này các bạn thấy là người ta bán rất là đắt nha, mát cũng mát nữa, mát nhưng mà đắt nữa, rất là đẹp quá. Bạn thấy là đồ ăn người ta bán tầm bấm trở lên không á, 35 là nhiều lắm. Cho nên là mình lựa chọn quán ăn cho nó phù hợp với tiền các bạn. Cái chỗ này là bán rẻ này. Cho nên là các bạn thấy là những người mà đi làm á, mà không có bao ăn á, người ta thường làm nấu cơm các bạn, nấu cơm mình đem theo mình ăn, cho nó vừa ngon vừa xinh mà nó vừa rẻ nữa. Chứ dụ như là mình lương thấp quá mà ăn ngoài thưa thì tới 30-35 nghìn là cũng thốn tiền lắm đó chứ, làm để dành đó được bao nhiêu đâu. Cái đoạn này các bạn cũng có xi nhan nha, nói chung là cái đường nào rẻ các bạn xi nhan hết đi, cái tội mình cũng thói quen á, nhiều khi mình đi đường không xi nhan ngoài nó quen á, đến những đoạn đường mà hai con sắt mình quên luôn, đó là phải nộp tiền ngu. Giờ mình đang đi đường Nguyễn Đồng Tuyển các bạn,
cái mình rẽ qua phần hai rồi mình đi tới cái đường Trường Sa, cái đường mà dọc sông á, mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Video này mình thấy cũng dài rồi, thì ở video khác thì có thêm những chủ đề gì á mình sẽ qua với bạn xem. Nói chung là cũng chủ yếu là mình đi xe thôi, tại bây giờ là mình chỉ có mình đi xe á, mình đánh đổi mình ghi lại những cái nơi mình đã đi qua, lưu giữ kỷ niệm các bạn. Chứ còn những thời gian khác mình thực sự không có thời gian để mình làm những vlog về cuộc sống gì đó. Chủ yếu là mình đi xe, mình rảnh mình quay á, mình nói chuyện với các bạn, có gì hay mình chia sẻ quay lại. Đây mình quay xong cái chợ đây, kết thúc video nha. Đó, chỗ này đường Tăng Xuân Hòa các bạn, đây là đường của chợ nè. Chợ này cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không lớn lắm, cũng được quay quay. Chợ này là hai mươi mấy năm rồi,